Anh em đang cần một sản lập chơi game trên PC vừa mượt vừa nhẹ, auto treo máy xuyên màn đêm thì ấn tải luôn Neo Deep Player ở đường link dưới phần mô tả video anh em nhé. Hello, xin chào anh em nha. Ngày hôm nay thì mình sẽ review cho anh em một tựa game mới mang tên là Cross Brawl. Đấy, mình đang hóa thân vào con chó cún này, cầm súng đi phang nhau anh em ơi. Ok, lối chơi khá đơn giản nha. Ai à? Chiến đấu. Đây có một số những cái búp. Ê, ui gặp luôn con boss này, vừa đánh ải thứ hai nó gặp boss rồi. Nhặt thêm đạn này. À, đây là cái tăng khả năng đánh thường của mình ấy. Cái quay củi của mình. Có nhiều loại vũ khí lắm, hiện tại là mình đang trang bị 3 cái vũ khí. Mình cầm súng này. Mình có bó củi này. Ấy, con ốc xe đấy là làm chậm kẻ địch nha. Thằng ô tô này, ui. Skill bắn là phải định hướng này anh em ạ. Ai ơi. Mày đứng xuống đây. Mày đứng xuống đây. Trời ơi, cái này là tăng tốc chạy. Ê, thôi. Đen thế nhở? Ôi kìa, sao thỉnh thoảng nó cứ lộn lên phía trước nhỉ? Rồi luôn rồi luôn rồi luôn. Né 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 né. Ui ui, mày có ăn được khúc máu. Đấy anh em thấy mình chuyển sang cầm khúc gỗ chưa? Phang nha. Nhưng mà khúc gỗ trong cái tình trạng như thế này là không ăn thua đâu. Mình chỉ cầm cho anh em xem. Đấy, mình sẽ đi nhặt thêm một số những cái khác này. Ý. Ui. Bây giờ mình cần là cần cái khúc máu cơ. Cái hồi máu để cho nó hồi nhiều máu hơn, tự tin hơn này. Đấy, chứ còn bắn nó là phải chuyển sang súng. Súng, ui ôi, bắn chưa, ui ôi, nhiều rocket thế. Ây ôi, có cục máu. Máu nó còn một tí thôi, cố lên. Ê, ê, ôi da, ôi da, ôi da. Ôi da, ôi da, ôi da, mày quá né được anh em ơi. Rồi. Ê, ê, ê. Ui, phi nhanh thế. Không sao, mình bắn nó vài phát là... Ui, cái gì đây, cái thằng này. Ui, ui, ôi. Nhiều vậy. Chúng, chúng, mày. Ui, ôi. Cuối cùng thì cũng hạ gục của nó rồi. Lần đầu tiên đi đánh con boss này, chưa quen tay đã phải đánh boss rồi. Thế thành ra là hơi bâng khuâng anh em ạ. Tiếp theo là... Level tiếp theo. 3, 2, 1. Sẵn sàng. Ô kìa, mình có quả bom mà mình... quên không dùng anh em ơi. Nhớ để dành thì đánh boss nha. Mày. Ấy ơi, tăng tốc chạy. Vạng mày luôn này. Ơ, chính là khúc gỗ này đam to phết này. Ăn luôn. Vạng mày luôn này. Ơ, one shot one kill luôn đấy chứ. À, mày này. Tuổi gì đó ăn mì. Ê à. Tao vạng mày luôn này. Rồi luôn. Ok luôn. Ok luôn. Làm tí búp. Ê, mắc kẹt. Thế thì vạng mày luôn. Ơ kìa. Vạng cái đấy xịt à. Mày này. Ô, con hay con gấu này máu trâu hơn nhỉ. Mày này. Vạng phát bay cả nhà. Bịp thực sự. Ôi. Cầm súng bắn luôn. Sức mạnh của súng nó vẫn là khác bọt anh em ạ. Bắn phát nó đi luôn. Hồi máu à? Này một là mình phải tiêu kim cương, hai là xem quảng cáo. Rồi, lên. Chiu. Sang bàn tiếp theo nha. 3, 2, 1. Bàn này có boss hay không đây? Mình thì có hai loại súng đấy anh em ạ. Một quả súng là bắn đơn mục tiêu, bắn thường như ở súng lục rồi này. Nhưng một loại súng là bắn tóe mấy viên đạn liền. Đi kìa. Bắn ở đây khó phết nha, không phải đùa đâu. Chưa quen tay là bắn toàn lệch đấy. Thì thử vạng cho nhanh. Ui đồng thế. Đấy, cho anh em xem quả súng thứ hai của mình này. Nó có thể bắn tóe ra đạn. Chiu. Bắn nhiều mục tiêu hơn. Chiu. Ôi à, mức độ anh đam bé thế. Trời ơi. Trời ơi. Quả súng này thì nó sẽ có lợi khi mà đi đánh nhiều mục tiêu như thế. Mức độ anh đam hơi bé, phải bắn liên tục. Ồ mày quá, vẫn qua được bàn này. Máu còn nhiều không ta? Ồ vẫn còn nhiều luôn. Bàn này có boss chưa? Hình như lại chưa. À. Ai à, thêm mấy con quái nữa. Trông có vẻ là lực đấy. Lực đấy. Không nhớ, không nhớ. Phát thứ hai, phát thứ ba thì nó mới đi anh em ạ. Ôi dồi ôi. Ê. Lòi đâu ra một thằng vậy. À nhưng mà khẩu súng này nếu như bắn gần thì sức sát thương của nó vẫn to nha anh em. Ây da, đau nha. Vạng mày luôn này. Rồi.
Đánh đổ cái cây à? Mất mày này, hồi máu. Ui, con Nino đánh đau phết nha anh em, mất một khúc máu của mình luôn ấy, đùa đâu. Để dành máu để con đi đánh boss nha. Nạp đạn xong, bắn. Đây khẩu này của mình thì bắn được mấy lần đó? 1, 2, 3, 4, 5. Bắn được 5 phát liên tiếp thôi, sau đó là lại phải nạp đạn anh em ạ. Ồ, nhưng mà qua bàn này này. Mấy bàn đầu tiên này khá là dễ anh em ơi. Tiếp tục sang đảo tiếp theo. Ui, cái gì đây? Hơi giật thế. Đây rồi, bot anh em ơi. Con bot thứ hai. Ui, con này chơi bom nổ chậm mà. Ui, nhiều thế. Nè. Ui, cay nhờ. Giật thế. Thỉnh thoảng hơi giật tí anh em ạ. Bắn nó. Ôi hay. Vai cả nồi nổ mất nhiều máu thôi. Còn một khúc máu thôi, bởi vì hỏa lực của nó nhiều quá, dày quá, thế này mình không có nào mà né luôn. Tốc độ di chuyển của mình lại còn hơi chậm nữa. Mày này. Cố. Nó sắp hết máu rồi, máu nó ít hơn mình rồi anh em ơi. Đây, mình sẽ chạy ra đây ăn thêm một vài cái búp nữa. Tiên với các thứ. Cái này á, nếu như mà mình cầm súng thì mình cứ chạy long quăng là bắn toàn xịt thôi. Bắt buộc là mình phải dừng lại mình bắn thì nó mới chuẩn được. Đấy, đấy. Rồi, ok, tiêu diệt được con boss này anh em nhé. Easy. Trở về nhà chính tí xem nào. Lên level 3. Không biết là có cái quần què gì không đây. Đây, nhà chính của mình đây. Trông mình trắng trẻo hết chứ. Lên level 3. Mỗi lần lên level là cộng thêm 10 kim cương. Cái gì đấy? Ủa, được cái gì ta? Ui, như kiểu là mở dương ấy anh em ạ, nhưng mà tốn kim cương. Thôi mình dùng thử kim cương, mình có mỗi đủ kim cương để mở cái dương cùi thôi. Xem dương cùi thì mở ra được những vật phẩm gì ra. Tiền. Với cái gì đó? Tiền này làm gì? Ui, đăng nhập ngày đầu tiên là nhiều tiền đấy, 500 đô. Ngày thứ hai thì còn có cả kim cương các thứ nữa. Vòng quay. Được gì không? Ui ôi, ngay bên cạnh là một cái 200 đô. 200 đô đấy thì nâng cấp vũ khí có vẻ là ngon hơn. Thì cái này là toàn là gói, cần phải nạp thôi. Ok, xem còn gì khác không? Tiếp tục là một cái gì đó cần phải nạp anh em ạ. Còn gì không ta? Vũ khí à? Mấy cái này là trang bị rồi này. Cái này cũng trang bị rồi này. Bom trang bị rồi này. Khúc xương. Ô, trang phục đấy. Khẩu súng mới. Ash. Khẩu này thì đạm khá to. Thêm một túi cứu thương. Thêm một cái gì nhỉ? Không rõ lắm nhưng mà thôi kệ đi. Cứ có vũ khí hay có cái gì là mình trang bị hết anh em nhá. Ui ôi, đen xì luôn. Sau khi mặc cái trang phục màu đen kia vào phát trông chán luôn. À, đây mình có thể nâng cấp được vũ khí này. Nâng cấp được những cái chỉ số của mình này. À, đầu tiên là mình thì có nâng cấp cây củi này, nâng cấp HP, nâng cấp khiên. À, nếu như mà nâng cấp thì chúng ta cái đầu tiên là miễn phí. Level 2 như là phải mất tiền thì sao ấy. Mình thấy có 100 đô rồi. Lên level 4 thì mình mới có thể nâng cấp được tốc độ. Ok. Bây giờ phải đi chiến đấu cái đã nhỉ. Battle thử xem nào. À, đây là chế độ đấu online này anh em này. Mình thấy có 1, 2, 3, đấu 1 vs 1, 3 vs 3. Còn có cả chế độ sinh tồn nữa. Và thêm 3 cái chế độ gì nó chưa mở anh em ạ. Chắc là phải cần level thì mới mở được. Thử phát xem nào. Ôi ôi, nhưng mà cần phải ghép tìm người lâu thế. Thôi. Hủy. Đây, mình ra mình đánh cái chế độ gọi là story trước đấy. Để cho nó quen tay, sau đó thì đi đánh cái chế độ online đấy, đỡ bị chửi anh em ơi. Rồi, để xem ra sau khi nâng cấp vũ khí phát thì tình hình mình như thế nào nha. Khi mặc quả trang phục màu đen này trông ngầu ấy. Hai con ốc sên là chọn cái địch luôn này. Tăng tốc độ luôn, được luôn, chạy như máy luôn. Ui xời, né luôn. Đây là khẩu súng mới của mình anh em nhá. Tao bắn mày luôn này. Uầy, được này. Hỏa lực mạnh quá anh em ơi. Mày này gấu này. Ây da, con kia rậm mà. Ủa, con trượt xong nó chưa hẹo ta. Ui dồi ôi, con này hỏa lực mạnh thực sự.
tao bắn mày luôn. Né. Né. Bắn luôn. Hay phết nhở, nhưng mà con này nó bắn trên đường một hàng dọc anh ạ. Ví dụ như thế này. Ôi, được không anh em? Hợp lý này. Sang bàn tiếp theo. Ô, bàn này có boss chưa ta? Hình như là chưa. Chưa có boss anh em ạ. Ờ, anh em thấy tựa game này như thế nào thì để lại comment ở bên dưới cho mình biết về nhá.